Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại ở kênh Lát TV. Hôm nay mình làm clip này chia sẻ với các bạn cách tải ứng dụng Diện Chẩn miễn phí. Diện Chẩn là tên viết tắt của Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp. Đây là cái phương pháp chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu sáng lập vào năm 1980. Và cho đến nay thì phương pháp Diện Chẩn này không ngừng phát triển ở Việt Nam mà cũng vươn ra cả thế giới. Việc đưa ra cái ứng dụng này giúp người dùng tra cứu tên huyệt, bộ huyệt và các phác đồ Diện Chẩn một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và ngoài ra, ứng dụng này còn quản lý được cái lịch sử quá trình điều trị cho bệnh nhân. Và sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết cụ thể về cái cách tải ứng dụng này nhé. Để tải ứng dụng này, việc đầu tiên các bạn vào là CH Play. Sau đó các bạn gõ chữ Diện Chẩn. Trên đây là toàn bộ cái giao diện của ứng dụng Diện Chẩn đấy các bạn này. Các bạn ấn vào cái mục Diện Chẩn ứng dụng miễn phí ở bên trên cùng cái này. Cái ứng dụng này mình đã cài đặt trên điện thoại của mình rồi các bạn nhé. Giờ mình chỉ việc mở thôi. Các bạn bấm vào mục mở này. Đây là cái giao diện của ứng dụng Diện Chẩn đấy các bạn nhé. Các bạn bấm sang cái phía dưới góc phải màn hình là mục giới thiệu Diện Chẩn. Hình ảnh các bạn đang xem đây là giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu. Và sau đây mình cũng xin đọc qua những lời giới thiệu về ứng dụng này nhé. Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp là cái phương pháp y học bổ sung do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh vào ngày 26 tháng 3 năm 1980 với xuất phát điểm từ những kinh nghiệm dân gian Việt Nam, từ nền văn hóa và triết học Đông Phương, trong đó có ngôn ngữ văn chương bình dân Việt Nam được thể hiện qua ca dao tục ngữ, phương ngôn. Đây là một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh không dùng thuốc được giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu cùng các thế hệ học trò của mình không ngừng nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện, có thể giúp cho mọi người biết cách tự xử lý những vấn đề sức khỏe của mình bằng những phương thức đơn giản nhất, không tốn kém mà đạt hiệu quả cao. Nó góp phần giúp cho đời sống của con người được cải thiện về nhiều mặt, trong đó quan trọng nhất là sức khỏe và cả về thể chất và tinh thần. Ứng dụng Diện Chẩn là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, giúp cho người dùng có thể tra cứu huyệt, bộ huyệt và các phác đồ của Diện Chẩn một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép quản lý lịch sử chữa bệnh của bệnh nhân. Trên đây là một số những cái lời giới thiệu mình cũng đọc qua. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp nhé. Tiếp theo đến cái mục đồ hình. Trên đây là tất cả các cái đồ hình phản chiếu. Rất tiện ích các bạn ạ. Khi ứng dụng này mình cài trên máy rồi thì mình đi đến đâu cũng rất là tiện. Lúc rảnh mình mở ra mình có thể là xem và học trực tiếp trên này luôn. Đấy, rất nhiều các đồ hình. Cái phần tiếp theo đó là chia sẻ ứng dụng. Thì để chia sẻ ứng dụng này thì các bạn bấm vào mục là sao chép. Đó, sau đó các bạn có thể là chia sẻ cho bạn bè trên gọi là Facebook, Zalo hoặc nhiều ứng dụng khác nữa. Nói chung là chia sẻ trên các bạn trang mạng xã hội. Xin mời các bạn tìm hiểu cái mục tiếp theo. Đó là cái phác đồ. Có đầy đủ luôn các bạn nhé. Các cái bệnh lý này có đầy đủ hết, phác đồ chữa bệnh có đầy đủ hết này. Đấy, ví dụ như là tôi cách đây một hôm tôi cũng chữa cho một bệnh nhân bị nhức trán. Thì bây giờ thì mời các bạn cùng xem cái phác đồ nhé. Đây các bạn tích vào. Đấy, rất là đầy đủ chi tiết luôn. Các bạn cứ theo cái chỉ dẫn trong này mà các bạn làm nhé. Đấy, rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì ngoài ra huyệt ra này các bạn là dùng điếu ngải các bạn hơ nữa các bạn nhé. Hơ vào các huyệt trên này này. Đấy, rất là tốt. Cái phần tiếp theo nữa là cái lưu lịch sử của bệnh nhân các bạn nhé.
Thì lưu bệnh sử bệnh nhân thì tức là khi bạn chữa trị cho một bệnh nhân nào đó có tên tuổi là các cái triệu chứng hay là các phác đồ việc như nào các bạn lưu vào. Đấy, các bạn mà để mà lưu cái bệnh nhân này các bạn bấm dấu cộng này. Đấy, các bạn ghi tên vào. Dù bệnh nhân là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Nhập các huyệt. Đấy, nhập các huyệt này. Mô tả về cái phác đồ hoặc là chẩn đoán. Đấy. Sau đó các bạn bấm vào cập nhật là ok. Cái mục tiếp theo đó là tìm huyệt. Đấy, và bộ huyệt. Thế để tìm huyệt các bạn bấm bên phía bên trái cái trên cái màn hình này, phần tìm huyệt này. Đấy, các bạn bấm vào hình kính lúp biểu tượng. Ví dụ bây giờ tôi tìm huyệt số 1 nha các bạn nhé. Đấy, hiện ra huyệt số 1 luôn này. Rất là tiện lợi luôn, nhanh chóng. Ví dụ là tôi tìm cái huyệt số 16. Đấy, hiện ra luôn đây này. Đấy. Đấy là mục tìm huyệt nhé. Còn bây giờ là mục bộ huyệt này. Thì trong này có tất cả các cái bộ huyệt áp dụng trong cái việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh các bạn nhé. Rất đầy đủ luôn. Nội dung chia sẻ của mình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Và nếu thấy clip của mình hay, hữu ích cho cộng đồng, vui lòng chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng biết. Và không quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho tôi nhé các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo.